mọi người, em Hiệp bên máy xây dựng Bình Phát, chuyên xe lưng xúc lật và các dòng máy công trình. Hôm nay em xin giới thiệu cho các bác dòng xe xúc lật nhỏ Rongway ZL926EG. Xe này thì được cải tiến từ dòng 926E, nhưng mà trang bị cabin thấp giúp cho các bác làm việc trong môi trường, ví dụ như là hầm mỏ hoặc là mình chui trong công mình làm việc. Máy 58kW. Xe này thì được bên em trang bị 4 quả lốp đặc, khi mà các bác làm trong mỏ hoặc là làm về tái chế phế liệu ấy, mình dùng lốp đặc thì nó hoạt động tốt hơn. Mà đây, xe em quay tổng thể xe đó các bác. Xe thì xà tải vẫn là 3m. Ví dụ mình chui trong công mình ra mình đổ cao vẫn thoải mái. Gầu 0.95. Đây tiêu thể lực, các bác nhìn tiêu thể lực bên em. Tiêu thể lực áp suất chịu áp suất cao, được bọc thêm một lớp cao su lên nhìn rất là chắc chắn. Em vào cabin quay cho các bác xem ạ. Đây, trong cabin. Cabin này do là cabin thiết kế thấp cho nên là mặc dù vậy khi mình ngồi lái xe mình làm việc vẫn rất là thoải mái, như mình ngồi trên chiếc phân phối lớn ô tô siêu xe vậy. Cabin thì vẫn trang bị đầy đủ trên một con xúc lật thông thường. Chiếu hậu xe thì trang bị số tự động, một số tiến, một số lùi, chế độ nhanh chậm, rùa thỏ. Trên bản đồng hồ tablo vẫn hiển thị đầy đủ những đồng thông số cần thiết. Dầu thủy lực, áp suất dầu thủy lực, áp suất phanh, máy phát, nhiệt độ nước nằm mát, áp suất dầu động cơ. Bên tay phải là hệ thống phanh và cài cầu. Bên tay trái là tay trang thủy lực tích hợp thành một tay trang, hệ thống ngắt động cơ, trang bị thêm đài quạt. Vừa rồi là em xin giới thiệu cho các bác một dòng xe cải tiến phân khúc đặc biệt bên công ty em cung cấp, Rongway ZL926G, chuyên chui công, chui hầm mỏ chiều cao thấp. Thì mọi thắc mắc về kỹ thuật hay về báo giá, xin mời quý khách các bác liên hệ đến số hotline 0359 588 885 hoặc số hotline của em là 0842849779. Em xin cảm ơn các bác.